năm mới, K-Plus tưng bừng khuyến mãi cuối năm, chọn gói thiết bị và thuê bao premium 3 tháng chỉ với 1.900.000 đồng. Dấu ấn 2012. Chương trình đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam ghi nhận những sự kiện, vấn đề nổi bật nhất trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam và thế giới năm qua. Dấu ấn 2012, 21 giờ ngày thứ hai, 31 tháng 12 trên kênh VTV1. Tết này mua quà gì cho sức khỏe của cả nhà đây? Chúc mừng về rồi. Năm nay chúng con dành tặng món quà sức khỏe cho cả nhà nè. Xin chúc ông bà mừng cho vạn thọ, trà xanh thông độ, giải nhiệt tân niên. Xin chúc cha mẹ mừng con tài lộc, tặng cà phê viết tỉnh táo thành công. Anh chị em ơi, trước tiên nước ép khơi nguồn sản khoái hạnh phúc thăng hoa. Cùng tăng lực mừng đón xuân sang, chinh phục thử thách trước an khang hoàng. Tặng nhau sức khỏe, tặng number one. Phong cách mạnh mẽ, đầy bản lĩnh, X-Men đàn ông đích thực. X-Men phiên bản gốc được ưa thích với hương thơm nam tính, nay giới thiệu phiên bản mới với công nghệ 3D Magic giúp da đầu sạch gầu, mát lạnh mà vẫn giữ nguyên hương thơm độc đáo của X-Men. X-Men phiên bản mới sạch gầu, mát lạnh. Máy lọc nước R.O. Nonan chinh phục cả những người khó tính nhất. Chính sách kinh tế vào cuộc sống. Đề cập đến các hành động của chính phủ áp dụng vào lĩnh vực kinh tế. Chương trình cầu nối cho tất cả doanh nghiệp đến với những chính sách mới nhất của nhà nước về kinh tế trong thời hội nhập. Những bài học kinh nghiệm, những chia sẻ về chính sách kinh tế, tài chính luôn giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn. Hãy đón xem Chính sách kinh tế vào cuộc sống. Phát sóng vào 8:30 thứ bảy hàng tuần trên VTV1. Năm mới, phong cách lì xì mới với thẻ Tết Sacombank. Không cần bất cứ điều kiện gì, ai cũng có thể mua thẻ Tết. Thẻ Tết được chấp nhận thanh toán trên toàn cầu và qua Internet. Lucky gift card, hơn cả quà tặng. Một sự kiện đặc biệt. Đúng 1 tỷ thật rồi. Chúc mừng cô Vân tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh là người đầu tiên may mắn trúng giải đặc biệt 1 tỷ đồng. Vẫn còn 2 giải đặc biệt, mỗi giải 1 tỷ đồng. Nhiều xe gắn máy, miếng và thần tài SPJ và hàng ngàn gói mì hảo hảo. Hơn 100 năm qua, Bilaju hảo hạng luôn đem đến những giây phút vui tươi sảng khoái cùng bạn bè trong những ngày Tết. Xuân về tràn lòng phúc, Laju chúc tình thân. Em sẽ không ghen tuông, em sẽ không buôn chuyện với bạn bè, em sẽ không mua sắm hàng rẻ, em sẽ nấu những món ăn anh thích, em sẽ xem bóng đá với anh, bừa bộn cũng chẳng sao, mình yêu nhau anh nhé. Giá là mọi chuyện đều dễ dàng như thế. Với vi phong top 10 thế giới được tổ chức du khách xứ Nhật. Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, Đài Truyền Việt Nam sẽ phát sóng chương trình ca nhạc Wonder Girls Tour 2012 với sự tham gia của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc Wonder Girls và những ngôi sao Sunny, Jason Project cùng sự có mặt của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam Thu Minh, Văn Mai Hương. Kính mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 21 giờ ngày 29 tháng 12 trên kênh VTV3. Xin cảm ơn tiết mục văn nghệ mở màn của nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ cho phép Đình Toàn và Quỳnh Giang xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh đã có mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Nắng hay mưa, thời tiết thế nào? Hãy cùng chúng tôi cập nhật tình hình thời tiết mỗi điểm du lịch bạn sẽ tới, chọn địa điểm nên đi nhất. Hành trang phù hợp, chuyến đi thoải mái, an toàn và tiết kiệm. Công nghệ hiện đại, thông tin chính xác. Dự báo thời tiết du lịch lần đầu tiên trên sóng VTV. Thời tiết du lịch cẩm nang cho những hành trình khám phá. 18:30 VTV1, 18:50 trên sóng VTV2 hàng ngày. Bia Sài Gòn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.
New Sorrento, đẳng cấp vượt trội. Bây giờ là 19 giờ. Phong cách cực đỉnh. Thành điệu chỉ có trên VTV9 ngày 2 tháng 12 năm 2012, 11:20 sáng chủ nhật hàng tuần. Romina, xinh đẹp rất kẻ gà. Vâng, xin được giới thiệu diễn viên Mỹ Duyên. Vâng, xin được giới thiệu diễn viên Đình Toàn. Và diễn viên Minh Thư. Ca sĩ Steve Black và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vâng, thưa anh Nguyễn Quang Dũng, 4 tuổi, anh là đồng tác giả với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ai mắc kiêng, ai về đồ không ạ? Dạ. Vitamin bổ sung vi chất mới, giàu vitamin A và khoáng chất giúp bé sáng mắt và cao hơn. Sữa Vinamilk mới, mắt sáng, dáng cao. Vinamilk. Mời cả nhà. Nguyên chất 100% đậu nành chọn lọc, pha mi, ngon sánh mịn, uống không ngừng. Thu Đa kính mời quý vị xem tiếp chương trình thể thao sáng. Điểm hẹn của cá tính âm nhạc tích cực, điểm hẹn của những bứt phá ngoạn mục, điểm hẹn của dư luận và khán giả toàn quốc. Sao Mai điểm hẹn bệ phóng tài năng đích thực. Đón xem lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3. K-Plus trân trọng giới thiệu một kênh truyền hình mới chuyên về phong cách sống, sức khỏe và thể thao. K-Plus Phong Cách. Đặc biệt chỉ với 100.000 một tháng trên gói Family, bạn đã có K-Plus Phong Cách và các giải bóng đá hấp dẫn bắt đầu từ 22 tháng 1, 2011. Có mặt trên mọi nẻo đường của đất nước, phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Nhà máy công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, không ngừng nghiên cứu phát triển, tạo ra sản phẩm ưu việt. Công năng phù hợp với điều kiện vận hành khắc nghiệt, đa dạng phân khúc, chủng loại và tải trọng, gồm xe tải, xe ben, xe đầu kéo, tải trọng từ 500 kg đến 40 tấn. Tháp có tải, đa dạng và hiệu quả. Bây giờ là 19 giờ. Những sứ giả hạnh phúc lăn lội khắp các miền đất nước đến với những gia đình yêu ca hát. Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng với những sản phẩm điện tử mới ước của Panasonic dành cho gia đình vô địch cuộc thi tháng. Không khí đầm ấm, hạnh phúc, những nỗ lực của cả đại gia đình trong một tuần luyện tập. Người hóa thân thành những ban nhạc chuyên nghiệp để đốt cháy sân khấu trong ngọn lửa đam mê và để bùng lên chiến thắng. Gia đình tài tử, cuộc thi âm nhạc dành cho các gia đình lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Kính chúc ông bà một mùa xuân hạnh phúc,
kính chúc cô chú một mùa xuân an lành và chúc nhau một mùa xuân may mắn. Chúc mọi người năm mới bình an. Và đừng quên gửi tiết kiệm chương trình Tân Xuân Đắc Lộc tại Maritimebank. Gửi một lần được khoan thưởng hai lần với cơ hội trúng giải đặc biệt 2 chiếc vàng cùng hàng ngàn giải thưởng có giá trị khác. Maritimebank chúc mừng năm mới. Dòng limousine gia đình thế hệ mới Chevrolet Orlando. Mì Riva ba miền gôn mới với sợi mì gai từ 3 loại bột: đậu xanh, khoai tây, bột mì. Quyện trong nước súp đậm đà rau thịt cho bạn vị ngon đã ba miền. Mì Riva ba miền gôn mới, mì dai ba bột, vị ngon ba miền. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Đàn ông có kiểu gì không biết. Đồng ý là tôi tùy thua với khách đồ về nhà, nhưng thấy tôi khách nặng vậy, bộ không biết lo lắng chút nào sao? Hiểu rồi, đưa khách cho. Ôi trời, được chưa? Nhưng mà có chuyện này, dù chú cung cấp bất kể cho nhà hàng, chưa có quyết định cụ thể, ăn mừng có quá sớm. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Đàn ông có kiểu gì không biết. Đồng ý là tôi tùy thua với khách đồ về nhà, nhưng thấy tôi khách nặng vậy, bộ không biết lo lắng chút nào sao? Hiểu rồi, đưa khách cho. Ôi trời, được chưa? Diesel turbo tăng áp mạnh mẽ, hệ thống phanh khí nén tác động 2 dòng, an toàn khi vận hành trên đèo dốc. Thùng xe kết cấu vững chắc, chịu tải nặng, đa dạng tải trọng, mạnh mẽ, bền bỉ trên mọi địa hình. Taco ông Man, chất lượng vượt trội. Với phong cách mới, một loại thẻ thanh toán đa năng cho phép bạn in những hình ảnh yêu thích ngay trên bề mặt thẻ. Đó là thẻ MyStyle của ZB Bank. Với MyStyle, bạn được miễn phí các giao dịch trên ATM do ZB Bank cung cấp đến hết năm 2013. Thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ và hưởng nhiều tiện ích ưu việt khác. MyStyle trẻ trung, sành điệu, cá tính. MyStyle phong cách tiêu dùng mới. ZB Bank, ngân hàng dầu khí toàn cầu. Liên tục cập nhật thông tin giá cả thị trường nông sản hàng ngày, những phân tích sâu sắc của các chuyên gia về sự biến động của thị trường nông sản, giúp doanh nghiệp và nhà nông sản xuất tiêu thụ hiệu quả, mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và nhà nông. Đó là bản tin nông sản từ chất lượng đến thị trường, phát sóng vào lúc 18:20 hàng ngày trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vân Lân Minh Bình, người bạn tin cậy của nhà nông. Ví dụ như cuối tuần các cầu thủ phải đá câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia, nhưng mà đến thứ ba thứ tư thì họ đá một trận đấu ở vòng loại Euro chẳng hạn. Tuy nhiên đây là một giải đấu và một thế giới tuổi thơ đầy sống động. Những khám phá kỳ thú và bổ ích. Những người bạn ngộ nghĩnh, thông minh. Bé nhớ đón xem vào 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên VTV3 nhé. Chúc bé ngủ ngon.
máy chống hầm Bobby Flash cho từng khoảnh khắc bên con. Human Gel điều trị hiệu quả các triệu chứng khó chịu của bệnh viêm rớt dạ dày, tá tràng. Human Gel thuốc dạ dày chữa y. Không dùng Human Gel cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nào ta cùng nâng ly mừng cho tình bằng hữu, khánh thành nắp La Ru, chúc thông giao bền chặt với chương trình khuyến mãi lớn. Bật nắp những chai La Ru mát lạnh và đúng. Hai giải nhất mỗi giải 5 lượng vàng FPT 4 số 9, 170 giải nhì mỗi giải một TV Samsung LCD 32 inch và hàng triệu giải ba mỗi giải một lon bia La Ru miễn phí. Bia La Ru thâm giao tình bằng hữu, khánh vàng nắp La Ru. Phát sóng 22 giờ đến 24 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2010 trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn chào hạnh phúc nơi đây. Đi cô phát thành phố xanh tươi, cuộc đời trọn vẹn.